nhau năm. Dạ, nói chung là hết yêu là lý do là không hợp nhau thôi. Kết cục cuộc hôn nhân nó kéo dài bao lâu em? Dạ, cuộc hôn nhân của em là kéo dài được 3 năm hơn chị. 3 năm hơn. Biết là cái nỗi đau thì mình cũng không nên khơi lại. Tuy nhiên, không biết là Thảo có thể chia sẻ nguyên nhân tại sao mà cụ thể là mình chia tay không? Thứ nhất là do người kia họ ghen tới mức mà gọi là không control được cái hành động của người ta. Cái thứ hai á, người ta hơi gia trưởng một tí, bắt em vào một trai đẹp bóng rổ chuyên nghiệp TBA. Mình không thích mấy cái râu ria hình xăm. Không thích râu ria. Dạ xin mời quý vị, em không thích hình xăm. Cả nhà em đang mong em có bồ á mọi người. Ồ, mà em có mong hay không? Trời ơi, em tìm muốn lòi con mắt luôn chị. Em tìm muốn lòi con mắt. CEO tài ba nghị lực. Tôi đã dành hơn 5 năm để từ một sinh viên nghèo trở thành giám đốc. Không cần phải trai nhiều tiền. Tại vì em cũng làm ra tiền. Đối với phụ nữ thì em luôn đúng. Còn phụ nữ luôn sai. Như là em luôn đúng giờ. Nữ sai thì có thể sai em giặt đồ, nấu ăn. Ủa chị em lau nhà. Với màn tặng quà có 102. Ủa cái gì? Ủa? Chị chỉ muốn hỏi em một câu là chị có chồng nữa hay không thôi. Nếu như mà chị muốn một cái mối hôn nhân kiểu nó lâu bền thì mình nên hạ cái tôi của mình xuống. Hạ cái tôi của mình xuống. Hay quá em ơi. Tài năng trẻ tuổi đặc biệt. Từng đại diện cho Việt Nam tham dự Asian Got Talent mùa 3. Wow. Ok. Trai xinh gái đẹp xứng đôi vừa lứa. Đời muôn gió mang số kiếp đổi thay. Rồi khi tình cờ nhìn lại hai thân phận khác sau tên người vẫn vậy. Và tặng nó lắc chân liền. Đeo vô là coi như bị trói chân lại luôn, quăng chìa khóa luôn. Wow, đẹp quá nha. Bạn môi anh hơi khô ấy. Môi anh hơi khô, có dễ thương. Môi anh hơi khô. Giờ sao em chăm sóc bằng cách nào? Hôn một cái. Tất cả sẽ được bật mí ở sân khấu của ghép đôi thần tốc, chính thức quay trở lại với khán giả từ ngày 24 tháng 10 năm 2021 vào lúc 22 giờ 30 phút chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 và 22 giờ 45 phút trên kênh YouTube NCV Media. Thì quý vị khán giả, Tường sẽ trò chuyện với một cặp đôi này rất đặc biệt, là cái hôm đó Tường mai mối là cặp đôi này đã bấm chéo nhau nha quý vị nha. Đó là bạn Thăng và bạn Thảo. Em xin chào hai MC. Em chào anh Hứa Minh Đạt, em chào chị Cát Tường và tất cả mọi người đang ở trường quay ngày hôm nay ạ. Em xin chào hai chàng trai bên kia luôn ạ. Em tên là Châu Ngọc Thảo, 29 tuổi. Hiện tại là đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em là kinh doanh dịch vụ giặt sấy, giặt hấp. Chào toàn bộ quý vị khán giả. Em là Thăng, năm nay 31 tuổi. Hiện tại em đang làm trợ lý tổng giám đốc cho tổng giám đốc hệ thống lỗi gạo bảo hiểm 109. Em đến từ đâu? Em quê ở Thanh Hóa. Thanh Hóa em vào đây lâu chưa? Em mới vào hơn 2 năm. Hơn 2 năm thôi. Dạ. Hôm nay mình đến tham gia chương trình với ai? Em đến với dì của em ạ. À, dì là ở trong Nam hả? Dạ, dạ chào dì. Dạ. Cho Tường hỏi cảm xúc hai chàng trai chút xíu. Dạ. Hôm nay tinh thần mình đến là mua một tặng một, cảm xúc mấy bạn thấy sao? Thấy vui lắm chị, hớn hở lắm. Dạ. Hớn hở lắm hả? Dạ. Đang mở như mở cờ trong bụng. Mở cờ trong bụng. Còn em? Em thì tại vì các em làm cái này cũng hay, có chương trình, những chương trình như vậy á, nên mà thấy rất ok và hào hứng. Ủa cái gì, ta đang hỏi cái vụ mua một tặng một mà. Thì mua một tặng một, em bán cái này cũng có những lần có chương trình mua một tặng một, chị khách hàng cũng rất chi là vui và em bây giờ đang trong cái tâm thế như vậy. Rồi, trước mắt là cảm thấy ổn, rất dứt khoát, rất đàn ông mà chị ha. Bên hai chàng trai đều biết hai cô gái bệnh có con luôn rồi. Mày nhìn giới thiệu ngắn vô thẳng luôn cái tình trường cho chị đi. Thảo đang ngồi ghế đỏ phải không em? Dạ đúng rồi ạ. Rồi Thảo tình trường đi cưng. Em vừa chia tay với người chồng trước của em được hơn một năm rồi ạ. Hơn một năm. Dạ. Nói chung là hết yêu là lý do là không hợp nhau thôi. Kết cục cuộc hôn nhân nó kéo dài bao lâu em? Dạ, cuộc hôn nhân của em là kéo dài được 3 năm hơn chị. 3 năm hơn. Biết là cái nỗi đau thì mình cũng không nên khơi lại. Tuy nhiên, không biết là Thảo có thể chia sẻ nguyên nhân tại sao mà cụ thể là mình chia tay không? Thứ nhất là do người kia họ ghen tới mức mà gọi là không control được cái hành động của người ta. Cái thứ hai á, người ta hơi gia trưởng một tí, bắt em vào một cái bột giặt Jones 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong một. Giờ tôi chẳng cần mua bột giặt kèm nước xả vải nữa. Khuôn khổ của người ta
Nhưng mà em là một người hoạt bát, năng động. Khi mà ép em vô như vậy thì em cũng khó chịu. Được một thời gian thôi, rồi sau đó là em cũng không chịu được. Thì sau đó thì em có xin phép bên gia đình chồng là em về bên nhà mẹ em. Sau khi về bên nhà bên này á, thì em mới phát hiện ra là người đó có một cái mối tình phía sau lưng em mà em cũng không biết luôn. Xong rồi em về nhà bên đây em mới được biết về cái thông tin đó. Thảo hiện tại là mình nuôi con gái luôn đúng không Thảo? Dạ đúng rồi chị ạ. Trường hợp của Thảo là sau khi sinh thì cũng khó khăn đúng không? Sau sinh em gặp nhiều cái trục trặc về tình cảm vợ chồng. Thành ra cái tâm lý của em nó không có được ổn định. Thì em bị một cái vấn đề về tâm lý, đó là bị trầm cảm sau sinh. Sau khi sinh 6 tháng là em phải đi điều trị tâm lý 6 tháng nữa. Nhưng mà bây giờ em đã vượt qua được rồi đúng không Thảo? Dạ đúng rồi chị. Hiện tại thì em đã kiểm soát được nó là khoảng 70% rồi. Chia sẻ vậy để cho các quý ông có đang theo dõi chương trình á, mình cũng phải hiểu và thương cho thân phận người phụ nữ. Mới tình cuối cùng là khi đấy em đang du học ở Nhật 5 năm. À em có đi Nhật hả? Dạ dạ. Em đang học đại học năm 3 thì em xin về em cưới vợ. Là coi như đã có một đời dạ, vợ rồi. Có rồi. Về cưới tháng 1 năm 2018. Cưới xong thì em có quay lại đi học tiếp, định tháng 10 sẽ đưa vợ em sang. Nhưng vợ em lại có bệnh không sang được. Vợ không sang được thì em quyết định về mua vé và xin phép trường cái thứ đến mùng 5 tháng 11 năm 18, nhưng đến 26 tháng 10 vợ em mất. Xin lỗi em nha, dạ, dạ. Buồn nên... chuyện cũ của mình. Nói chung đến bây giờ thì sẽ là đã vượt qua rồi. Chứ còn có một khoảng thời gian là khá là sốc. Rồi, đó bây giờ ơi, mình đã ổn định về tâm lý, bây giờ mới mở lòng ra lại đúng dạ, không? Dạ. Hello hai em, thấy chị Tường không? Chào chị Tường. Ok. Thấy không, vui không? Không có ngờ mình gặp nhau trên sân khấu rồi bữa nay dịch bệnh mình trò chuyện với nhau ha. Rồi giờ trước tiên là phỏng vấn lại cái hôm đó. Sao cái người mà chương trình giới thiệu mà chọn chéo của bên kia, địa hàng bên kia của người ta vậy? Mà ghê lắm, ông này chọn mà bà này cũng chọn lại mới ghê chứ. 3 2 1 Hết thời gian. Bấm. Ủa đường bên kia đã đi về bên đây, chỉ có hai bên đây đi về với nhau. Hai bên đây đi về với nhau nè. Ừ. Còn xanh với xanh này là đi về luôn. Vậy là chúng ta cũng có được một cặp đôi. Chúng ta không? Thôi em đây rồi. Thảo, sao bữa hổm bấm chọn anh Thăng vậy Thảo? Tại vì lúc em chọn á chị thì em cũng không có suy nghĩ nhiều. Tại vì em thấy cái sự đồng cảm ở chỗ anh Thăng. Còn bên cái bạn nam kia thì theo cái sự cảm nhận của em á, bạn đó còn quá trẻ, với lại trong cái chuyện tình cảm bạn không có nhà chưa có đồng điệu được với mình phải không? Đúng rồi. Nhưng mà cái lúc mà chưa nhìn mặt nhau á, cái lúc mà nói chuyện mà chưa thấy mặt nhau đó, là em đã nghiêng về phía Thăng chưa? Hay là khi mà mở ra rồi thì mới nghiêng về phía anh Thăng? Em nghiêng về phía anh Thăng là khi em nghe được cái câu chuyện của anh. Với lại em suy nghĩ là cái người này họ đã trải qua cái sự đau khổ, em cũng vừa vượt qua được cái đau khổ của em, thì em nghĩ là cái người này sẽ được đồng điệu được với em hơn. Trước dịch á thì hai bạn đã có gặp gỡ nhau, hẹn hò nhau, cái tiến trình như thế nào, gặp nhau được nhiều chưa, hiểu hơn được với nhau chưa? Nói đi chứ. Thực ra thì trước dịch ngay sau khi em quay xong thì bọn em có gặp nhau một lần ngay sau khi quay xong. Chắc tuần đấy em nhỉ. Gặp nhau em qua tiệm vật áo. Em gặp nhau ngồi nói chuyện với uống nước. Về xong cái thì em về quê. Em về quê có chút công việc. Thế là về hơn một tháng. Đến khi em quay vào cái thì dịch bắt đầu. Nhưng cũng tranh thủ gặp nhau được một lần nữa. Dịch đến. Và từ đấy trở đi là mỗi người một nơi. Trời ơi, sao mà ít oi dữ vậy trời. Cái hôm em chuyển nhà anh Thăng có hứa hẹn là sẽ giúp đỡ em chuyển nhà, mà dịch tới cũng chẳng đi chừng chẳng giúp được gì, chẳng gì.
chẳng được phụ được gì hết luôn. Không, nhưng mà tôi thấy cặp đôi này là mặc dù gặp nhau có 2 lần nhưng mà cái kiểu nói chuyện á rất là tự nhiên nè, chứ không phải là mắc cỡ nè. Như vậy là gặp nhau được tới 2 lần thôi chứ vẫn liên hệ điện thoại với nhau thường xuyên, đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Đó, tại vì tôi thấy cái kiểu nói chuyện là thấy rất là thoải mái tự nhiên luôn, chứ phải kiểu là e lệ hay là còn cái gì mà khách sáo với nhau nữa. Vậy thì cái hiện tại là cái mối quan hệ của các bạn được như thế nào rồi? Hôm anh Thăng có qua bên tiệm em thì có gặp mợ em với lại bà em, thì bà với mợ thì cũng hài lòng về anh Thăng. Mẹ em thì chưa có gặp, nhưng mà mẹ có xem trên chương trình, mẹ cũng không nói gì nhiều. Nói chung là mẹ thích thì mẹ mới không nói, chứ mẹ không thích là chắc mẹ cũng nói nhiều lắm. Còn cái phía bên em là tương đối ổn. Dạ đúng rồi, tương đối ổn. Rồi còn hướng bên nhà của Thanh thì biết chưa? Thì sau khi chương trình lên sóng thì tất người đều biết, mà người cả nước biết đâu, phải có mình nhà em biết đâu. Mà mọi người trong nhà em thì trước đến giờ vẫn là vậy. Em quyết định như thế nào thì mọi người sẽ luôn ủng hộ, không có ý kiến nhiều. Đặc biệt là trong chuyện tình cảm của em thì gần như nhà em sẽ không có nhiều cái em tham gia sâu, chỉ bảo thôi cứ cho nhau cơ hội và tìm hiểu. Nếu tiến tới được thì gia đình sẽ tiếp tục ủng hộ. Rồi bây giờ trong cái mùa dịch này rồi yêu đương như thế nào đâu, kể chị Tường nghe coi. Thì anh em cũng cứ nói chuyện với nhau, nhắn tin, nhiều cái phương thức liên lạc mà chị nhìn thấy thì cũng có thể nhìn thấy hàng ngày được. Chị biết là có nhiều cái cách đi gặp. Vấn đề chị đang muốn hỏi là hai em có thường xuyên làm cái điều đó hàng ngày không? Liên hệ qua lại thăm nom, chăm hỏi nhau hàng ngày hay không? Cái gọi điện với nhắn tin hàng ngày thì chắc là không. Hàng ngày cũng cứ không có để nó bị thưa quá, chắc vài ngày cả hai cũng thêm một tí công việc nữa, với lại thì bây giờ cứ suốt ngày cầm điện thoại nó cứ sao ấy chị. Không có phải là chưa tuổi tiên nữa, cứ suốt ngày phải làm gì phải báo cáo. Thì anh Thăng anh đi đâu thì anh cũng nói với em, mà anh đi về quê anh đi công tác thì anh cũng có nhắn tin anh nói chuyện với em. Anh nói hôm đó là anh đi công tác, mà để mà nhắn tin hàng ngày mà giống như mấy bạn tuổi tiên thì chắc em với anh Thăng không có. Tại vì em cũng phải con cái rồi công việc của em nữa, rồi anh Thăng cũng có công việc riêng của anh Thăng nữa. Trời ơi, hai người này nói chắc tôi tuổi tiên quá à. Tôi quay qua tôi điện thoại tôi nhắn suốt ngày luôn á trời. Chị có thời gian nhắn luôn á hả? Chị mới lưu. Sao không? Chị là 3 đầu 6 tay, rất là nhiều việc. Nhưng nếu chị có người yêu là chị vẫn đều đặn mỗi ngày. Nếu mà chị ngày đó mà chị không biết người yêu chị đang làm cái gì ở đâu là chị rất là bực bội. Chắc là bây giờ em lại phải học hỏi chị Tường rồi. Con người mình á, bây giờ nhu cầu là gì, và đặc biệt là dịch bệnh nữa, là mình cần cái người á, quan tâm, thăm hỏi, chăm sóc. Với lại trong cuộc sống mình hàng ngày á, bao nhiêu việc nó xảy ra, cái người mà mình muốn chia sẻ nhất là ai? Là cái người mình yêu. Mà cái gì mấy ngày mới liên hệ một lần rồi quên mất tiêu rồi. Bất cứ cảm xúc lúc nào là cầm điện thoại lên lúc đó, hoặc là nhắn tin liền. Mà bữa nay ngồi đợi lâu quá bực mình dễ sợ là cũng nhắn tin. Rồi cái em vô quay rồi nghe, chút nghe quay xong nhá. Rồi quay là chị bên kia, giờ anh đi tiếp khách ví dụ vậy. Rồi nhưng mà là phải ngày nào cũng phải gọi. Ngày nào gọi tối trước khi ngủ là ok bye bye, ngủ ngon. Ngày mai mà mở mắt ra là phải là hello good morning, cà phê đi em, rồi chụp hình đi cà phê gửi vô, hoặc là cái gì đó. Trời ơi phải có cái đó chứ. Hôm sau em xin trường một hôm gặp trực tiếp để chị chiêm minh lại cho em cái này cho em là chưa có được gọi lắm. Chứ nếu vậy rồi biết chừng nào mới tới lúc cưới nhau. Trời, phải có cái sự qua lại tương tác, rồi mình phải kể cho nghe về cuộc sống của nhau, để mặc dù mình không có gặp nhưng mà mình vẫn cảm thấy mình rất là gần, thì như vậy mình mới hiểu được. Với lại em biết sao không, cái nhắn tin không có lộ bản chất, mà mình phải gọi điện mình mới cảm nhận được cái người đó, nhiều khi người ta nóng giận hay là cái tánh người ta như thế nào đó, qua cái cách nói chuyện nó mới thể hiện. Đôi lúc nhắn tin nó thể hiện ít lắm, đó là sự quan tâm hàng ngày mà mình phải có, mới phát hiện ra những cái chỗ bất ngờ. Với lại Thăng ơi, đàn ông là phải chủ động Thăng ơi. Em biết rồi, em sẽ rút kinh nghiệm học hỏi thêm chị Thường. Phải tập trung vô. Trời ơi, nhanh rất gọn.
được yes or no là mình phải biết được cái chủ quyền của mình là được hay không, còn cứ cà lơ phất phơ như vậy là nó hoài, nó vậy hoài luôn á trời. Chị nói vậy đúng không Thảo? Chị nói vậy đúng không Thảo? Dạ đúng rồi. Thấy chưa, thấy chưa, nghe chưa? Sai lầm vẫn là em, sai lầm vẫn là em. Đúng rồi, sai lầm chẳng là anh ơi. Thân ở bên em chứ, em đều nói với anh Thân hết. 4-5 ngày trước là nhà em bị rào nữa, là em, anh ơi nhà em bị rào rồi, em bị nhốt, em bị cách ly rồi. Hai mẹ con em bị nhốt trong nhà rồi. Đó là anh Thân cũng trả lời, cũng hỏi Thân kêu mình giữ sức khỏe. Hai bạn có hẹn hò gì với nhau, có kế hoạch gì để làm cùng nhau sau dịch không? Dạ, hôm sau chắc em với Thảo mời chị đi ăn một hôm để chị thêm cho bọn em ít kinh nghiệm nhỉ. Ok, hết dịch đi cưng, hết okay. Dịch rồi mình gặp. Chúc cho hai đứa là giữ gìn sức khỏe nha. Rồi chúng ta chờ thôi, chờ nhanh thôi, sẽ hết dịch rồi chị em mình sẽ tiếp tục cái công việc nè. Rồi cái mối lương duyên do tôi mát tay gầy dựng này phải cố gắng không? Mình đã giành giật chéo nhau của người ta rồi thì cố gắng nắm bắt cái cơ hội nha. Rất là vui, nếu như mà nhận được tin đến được với nhau là tụi chị vui lắm, tụi chị mừng lắm. Tại vì thật sự cái chương trình ghép đôi thần tốc thì tụi em cũng thấy mới phát sóng được có mấy tập thôi. Nếu như mà tụi em mà đến được với nhau là một trong những cái cặp đôi đầu tiên là tụi chị rất là mừng, theo dõi kỹ lắm. Đó, có cái gì vui là báo cho tụi chị biết nha. Nha, mắt thì tạm thời giữ gìn sức khỏe. Rồi vậy thôi, chị Tường cảm ơn hai em nha. Rồi, tạm biệt. Tiếp theo là cặp đôi thứ hai là cặp đôi Nguyễn Văn Tùng và Tô Thị Thanh Hiền. Cặp đôi ông bố gà trống nuôi con quyết chinh phục bằng được mẹ đơn thần xinh đẹp như thế nào? Dạ em tên là Nguyễn Văn Tùng ạ. Năm nay là em 31 tuổi ạ. Quê em ở Hưng Yên ạ. Hưng Yên, mình vô đây lâu chưa Tùng? Em vô đây từ năm lớp 8 ạ. Em làm đầu bếp ạ. Wow, ghê vậy. Đầu bếp về ẩm thực miền nào? Dạ, em đầu bếp về bữa ăn buổi trưa em có... nói chung là ba miền, miễn cái đồ ăn ở dạ, mọi nơi miễn dạ. Là tốt cho sức khỏe. Dạ, dạ, đúng không? Quán ăn hả? Đầu bếp, đầu bếp. Dạ, dạ không, đầu em bếp. Làm ở nhà rồi sau đó em nấu ăn xong, sau đó em tự đi giao cho mấy chị. À, coi như là nấu bán online luôn. Có người đặt hàng. Dạ, có người đặt trước rồi xong ở em buổi sáng em nấu rồi xong là em dọn em đi ra. Rồi bên kia đi, cô gái màu xanh đi. Còn chần chờ gì nữa mà không giới thiệu về mình nhỉ? Dạ, em chào chị Cát Tường. Em chào anh Hứa Minh Đạt, em tên Tô Thị Thanh Hiền, em ở Đà Lạt, Lâm Đồng. Hiện tại công việc của em là bán đá phong thủy online. Ồ, cũng bán hàng online. Dạ, em bán cũng được 6 năm rồi. Là có kinh nghiệm rồi hả? Dạ. Có biết coi bói rồi không? Dạ, em không biết coi bói đâu, nhưng mà em biết coi phong thủy. À, biết coi phong thủy luôn dạ. Hả? Hay vậy trời. Bữa nay đi quay hình rồi em có coi trước cái phong thủy bữa nay nhắm cái hướng rồi. Đi rồi nó tốt mà em. Hợp màu gì không? Em đi 1 về 2. Em nghĩ tùy duyên á chị. Tùy duyên hả? Khi mà quen nhau thì hai đứa rất là hợp luôn. Nhưng mà khi cưới nhau về thì những cái mâu thuẫn trong gia đình xảy ra thì không có tiếng nói chung thì làm sao mình giải quyết được cái vấn đề đó. Cái quan điểm đó của em đưa ra thì ta Ken sẽ bác bỏ đi. Vậy đó. À, dạ. Không có tiếng nói chung. Tùng thì sao Tùng? Khi mà tình trường của mình như thế nào? Em cũng từng có gia đình và cũng có một bé trai. Năm nay là được gần 5 tuổi rồi. Kết hôn được bao lâu? Tụi em hầu như là chưa đám cưới. À vậy hả? Dạ, tụi em chỉ đăng ký kết hôn. Có đăng ký kết hôn. Dạ. Tụi em sống chung thì từ lúc vợ em có bầu đến lúc con em được 1 tuổi là tụi em hầu như chia tay rồi đó. Rồi giấy tờ chính thức chưa, chia ly dị chưa em? Dạ, giấy tờ chính thức luôn rồi. Rồi con ở với ai? Dạ, con thì em nuôi. Ngộ vậy, bình thường con nhỏ phải theo mẹ chứ sao lại em nuôi? Dạ, tại em không biết làm sao, nhưng em không thể xa con em được. Em không thể xa con em được. Em cũng nói chuyện với mẹ của bé là để xem nuôi thì sẽ tốt hơn. Nhưng nguyên nhân tại sao lại chia tay? Cái lúc mình sát vô nhau và có con, cái lúc đó ấy, giống như là tình yêu nó tức thời. Lúc đó em bao nhiêu tuổi? Lúc đó em 26 tuổi. 26 cũng chín chắn trưởng thành rồi chứ phải non nớt gì đâu. Tại lúc đó em làm xong cái môi trường công việc của em đến từ sáng đến 10 giờ đêm ấy. Cứ làm như vậy hoài, cái tự dưng cái con người mình nó trở nên cô đơn. Rồi đến khi mình có một cái mối tình ấy, mình cứ nghĩ là đó là một người vợ. Nhưng cuối cùng thực ra là không phải như thế. Bất cứ vấn đề gì em nói ra cái vợ em đều khóc thôi.
Ví dụ như vợ em vừa mới đi đâu đó cái rồi xong không nghe điện thoại, em hỏi là từ sau đi đâu nhớ cái điện thoại để hay nói gì đó cái không. Cái vợ em đi chơi về muộn, cái em bảo thì mẹ cũng nói là thôi đi về sớm sớm chút có con nhỏ cái không. Không. Cái mọi thứ đều là khóc hết và rồi, bên đây không giải cũng đang quyết muốn được khóc gì. Rồi là tôi nói mấy câu được rồi, bên đây cũng đang muốn khóc hết rồi. Tức cha rồi, đà đà. Đang muốn khóc rồi tụi ơi. Dạ mọi thứ là cứ là ai khóc. Là người đề nghị chia tay? Hầu như là hai đứa tự thấy như vậy. Rồi có khóc nữa không? Dạ không, lúc chia tay thì hai đứa đều vui vẻ. Có còn qua lại thăm con đồ gì không? Dạ cô ấy cũng qua lại thăm con. Là cười không chứ hết khóc rồi? Dạ cười không ạ. Bây giờ thoải mái hơn. À vui hết là được rồi. Trời ơi, nó sợ nó mất phần. Dạ rất là ấm áp. Sợ mất phần, dạ chưa. Xin lỗi, đã tước quyền của em. Rồi, tới dạ. Họ à, cảm ơn. Dạ. Hên quá, nắm tay cười chứ không có khóc. Một. Đã có màu rồi hết vậy mọi người. Dù sao thì chúng ta cũng thành công được 50%. Dạ. Thì bây giờ đã rõ ràng hết rồi. Rồi xin mời hai bạn áo xanh. Hai bạn màu xanh đã trùng màu. Đây. Rồi hai bạn đứng bên đây cũng được. Hãy nắm tay nhau đi các bạn. Hãy dành cho nhau một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm. Lên đây đứng với tôi cho có cặp coi. Không tay đi. Đứng cùng mình hả? Ở mình chưa nói hôn luôn rồi. Vội vàng quá vậy. Vội vàng vội vã quá vậy. Dạ em làm lại cũng được. Làm lại đi em. Dạ. Chị chưa thấy gì luôn á. Hello hai em, thấy chị Tường không? Trước dịch đó thì hai bạn đã có gặp gỡ nhau, hẹn hò nhau, cái tiến trình như thế nào, gặp nhau được nhiều chưa, hiểu hơn được với nhau chưa? Sau khi bóng thì hai đứa gặp nhau đi ăn, sang ngày hôm sau thì em đi về lại Đà Lạt chắc một tháng hả? Chắc là gần một tháng là lên ảnh thăm em. Tụi em cũng tiến triển từ từ, sau đó em đi lên gặp. Cái rồi thấy Hiền ra đón em lúc mà em vừa bước xuống xe nữa, trời cảm giác nó cũng hạnh phúc lắm chị. Hai đứa đi trên chiếc xe mà 12 giờ đêm mà trời rất là lạnh nữa. Và người em lạnh quá mà cũng đơ hết cả luôn và em cũng thấy rất là vui chị. Phải trong lúc hai đứa ở cùng nhau, rồi cùng nhau đi chơi, cùng nhau ăn, cùng nấu nhắn cho nhau ăn cũng hạnh phúc lắm chị. Cũng cảm giác cũng giống như là gia đình luôn rồi, chứ không phải là mới quen nữa. Em cảm giác lúc đó là khuya lắm rồi mà mình ra mình thấy ảnh như vậy thì cũng thấy cũng cảm động, nhưng mà tại vì trước giờ hai đứa tìm hiểu nhau thì toàn là FaceTime rồi nói chuyện cũng ít ít à, chứ không có gọi là sướt mướt tình cảm hay gì, nên là khi mà thấy ảnh lên thì mình nghĩ là chắc người này mình cũng nên tìm hiểu rồi coi thử sao, tại vì dù gì người ta cũng đi một đoạn đường xa lên thăm mình mà đón ảnh kè. Thì cái lúc đầu mà về nhà rất là ngại ngùng luôn. Không biết nói gì cho thôi đi ngủ đi. Chứ giờ không biết nói gì hết trơn. Anh ngủ ở dưới còn em lên ghế em ngủ. Sang ngày hôm sau thì hai đứa đi chơi có ghen nữa. Chở nhau đi chơi thì cảm giác là rất là ấm áp và cảm giác như là một gia đình. Mà thấy ảnh cũng quan tâm, cũng chăm sóc rồi cũng nói là rất là tâm lý. Cái món đầu tiên mà anh chỗ tài nấu ăn là cơm cụ yêu cầu của Ken. Cho nên là Ken rất là thích luôn. Còn mình thì mình thấy là cũng hạnh phúc lắm. Tại vì trước giờ không có được như vậy. Dạ đúng là bếp vui lắm chị. Giống như chị muốn nấu làm sao mà ngon nhất để cho hai cái người yêu thương nhất của mình ăn thấy ngon á. Mà không hiểu sao mình nấu rau mình nhìn thấy mình ăn dở hẹt à. Còn thấy hai người chê Ken mất trời. Hai bạn
bạn có kế hoạch gì để làm cùng nhau sau dịch không? Dạ bây giờ tụi em chỉ dự tính là hai đứa ráng khỏe mạnh rồi bình an đến cái lúc gặp nhau thôi, cũng chưa dám tính ra cái gì hết ạ. Bây giờ chỉ mong qua dịch. Em bây giờ đang phải tự cách ly ở nhà đây ạ. Tụi em nói chuyện liên tục rồi chị, trừ những cái giờ mà em đi làm thôi, còn cứ đi làm về cái là hai đứa nói chuyện cho tới khi nào đi ngủ thì thôi. Hai đứa đều nói nhiều hết chị ơi. Thì Hiền ở chương trình Hiền nói Hiền ít nói chứ bình thường thì Hiền nói nhiều lắm chị ơi. Nhây nữa chứ, còn nhây lắm, nhây hơn cả em nữa. Điều đầu tiên mà khi hết dịch là em sẽ phải đi lên thăm Hiền liền. Tại tụi em nhớ Hiền lắm rồi. Dạ, thực sự là khi tham gia chương trình ấy, em cũng bất ngờ lắm. Em không nghĩ là mình sẽ được gặp một chương trình có thể chọn lựa cho một người mà có thể ưng ý đến như vậy. Và em cũng xem rất nhiều tập, thấy cũng nhiều cặp đôi kết nối cũng rất là tốt. Xem qua mùa dịch là em cũng mong mọi người là giữ gìn sức khỏe, mong qua cái đại dịch. Và em rất cảm ơn chương trình đã tạo cho tụi em cái chương trình rất là hay, có thể gặp gỡ được. Nếu mà các bạn nào mà chưa tìm được người yêu thì hãy mạnh dạn đến với chương trình.